8:30. Hurra! 8:30. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đeo len và cầm mic để đi đến phép. Len hôm nay mình đeo là màu đỏ. Mình không biết đeo len, mình chưa đeo len bao giờ á, thế nên sợ nó sẽ gặp rất nhiều trục trặc. Có thể mình sẽ khóc tu tu ở đây chỉ vì mình không biết đeo len. Sợ quá. Không sao, phải thử mới biết được đúng không? Mình sẽ cố đeo để có thể cosplay một cách chỉnh chu nhất. Ok. Len của mình rồi này. Đỏ lòng. Bây giờ mình sẽ ịn nó vào cái mắt này. Trời ơi, sợ quá, sợ quá. Thôi, làm thử. Ai rồi biết ha. Let's go. Later. 15 phút đã trôi qua, không phải là vì từ bỏ đâu. Nhưng mà thật sự mình không đeo được. Ý là lúc đấy mình đã nhét nó vào được mắt rồi luôn nên là nó chạm vào mắt luôn rồi ý. Nhưng mà nó lại bật ra. Thế sao thế nhỉ? Nó chạm vào luôn rồi cơ. Hay là sao mình đeo ngược ra? Nếu mình đổi ngược ở cái mặt kia thì nó lại không vào. Còn đeo cái mặt này thì nó vào nhưng mà nó lại không dính. Nên thôi mình sẽ chắc là sẽ make trước rồi đeo sau, hoặc là nhờ ai đó đeo hộ chứ. Chứ một mình ngồi thêm nửa tiếng nữa hay một tiếng nữa thì nó cũng vẫn như thế thôi à. Nó không đeo được. Mà chưa kể mắt này còn tạm tạm nha. Mắt này vừa thử một lần nhưng thấy nó hơi cộm. Chắc là không biết như thế nhưng mà tức quá à. Tổng thể là sẽ như thế này. Đây là mình còn chưa có kể eyeliner với cả đánh mắt này. Cũng chưa có đeo len luôn á. Thì trông nó cũng tạm ổn như thế này. Ít ra mình cũng đã đánh trắng được cái mặt mình so với cái tay của mình. Nhìn trắng không? Trắng nhỉ? Đó. Nói chung là bây giờ cũng muộn rồi, 9:15 rồi. Nên sẽ đi thay quần áo luôn. Rồi phóng đến đấy. Từ đây đến, từ nhà mình đến đấy là mất khoảng 14 cây, là đi tầm 35 phút. Nên mà hẹn nhau lúc 10 giờ đấy, chắc giờ đi chắc không kịp đâu. Kiểu gì cũng đến trễ cho coi. Thôi đi thay nha. Sẽ đến với màn đội quân. Hay là đến đấy rồi đội nhỉ? Bởi vì đi xa như thế mà mình phóng xe máy, cộng thêm việc đội cái wing này sợ nó dối. Nó mà dối thì cái bên cho thuê sẽ bóc cổ mình chết. Chịu buồn ghê quá à. Alo. Em bị đến đâu rồi? Cứu tao đi tao ở. À em on long biên. Ôi mận vãi bạn ơi, sao Vico? Cứu tôi, bạn đang ở đâu vậy? Bạn đang ở nhà chỉnh tóc bạn ạ. À. Tí bạn đi xe máy lên. Bạn ơi, tôi đang kẹp ở Aeon. Aeon thì cách mày lên mày tra map xem cách chỗ nó có xa không? Tao mới biểu, 3 cây, 4 cây gì đấy. Đấy, xong rồi ấn vào Savico, xong rồi mày chọn là chọn tuyến xe buýt đấy để xem đi xe nào. Yếu quá mày ạ. Không có à? Cả bạn mày với mày đều bị lạc à? Ờ đúng. Mận mày. Nhưng mà bạn đến
Rồi gọi họ Huyền đi, tao nghĩ là Huyền ở gần khu ấy, Huyền biết đấy. Chứ bây giờ mình đang ở nhà, mình không giúp bạn được. Ôi trời ơi, đêm mình cứ nhìn đi ra đường thì nhìn thấy đường của niềm tin à. Nhưng mà xinh quá. Ôi nhưng mà mình lỡ đội bên mất rồi, không giờ không tháo được, tháo khó vậy. Chẳng nhẽ giờ mình khi ra đường mình khi tình trạng như thế này à? Tí nữa đến đấy rồi đeo cũng được. Vì bây giờ cũng trông ra nè. Go 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 go. Vlog số 1 của bạn ấy.
nhầm đường rồi, đi ra ngoài đâu ấy nhở? Chiều dần buôn tăng trường anh đến để chờ đăng thơ đi học ra. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải ai. Trả đổi 10 giây đâu, tôi nói thật. Trở lên mùa hè luôn rồi á, thì mặc bộ hở hở ấy. Và
mày dám mặc hở không? Ren thỏ. Bạn Nhi mặc cỏ cỏ ấy. Lê trước và sau khi đi phép trông bần vậy chưa? Đấy là khổ luôn ý. Đái cho bu, đái cho bu. Đỉnh đỉnh. Nhưng mà chắc các poster về gần hết rồi. Bây giờ mọi người đuối lắm rồi luôn ý. Ngược ngược góc bạn ơi, ngược ngược sáng, ngược sáng. Thế chỗ nào đúng sáng vậy để tôi đi tập tễnh nhở. Kiểu trước bắt đầu khi đi phép. Chuyện vui cuối ngày là nay đi cất đồ xong rồi không nhớ rút chìa khóa ra chưa. Bây giờ đi kiểm tra cái xe không, tí nữa hai con quốc bộ về từ Long Biên về Hà Đông. Quốc bộ cực. À, mày thì về Nguyễn Chí Thanh nhỉ? Còn tao quốc bộ về Hà Đông, ok. Nhà tớ ở trong khu vực Hà Đông luôn cậu ạ.
em gái tôi bị què mọi người ơi. Của xe em gái tôi không đi nữa đâu. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, xe con vẫn còn đâu mẹ ơi. Lại còn được ai đó tốt bụng dắt vào nữa. Ủa, hình như là mình rút chìa khóa ra rồi. Rút chìa khóa ra rồi, chắc thế. May quá. Đợt 25, đợt khúc bia 25 tháng 12 mình cũng có làm cái mục này. Nhưng mà đấy là vừa đi vừa cầm điện thoại như này nói chuyện mình thôi. Còn lần này thì mình đi với bạn mình, thế nên mình cũng không có cơ hội để có thể cầm điện thoại lên mà kể cho mọi người nghe được luôn á. Thì bây giờ về nhà rồi mình mới có thời gian để kể. Ok, không dài dòng nữa thì mình bắt đầu thôi. Vấn đề đầu tiên mà chúng ta có chính là video này có quá ít các coser. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình đi ram rem ngày hôm đấy, là mình phải chụp ảnh đôi với bạn mình khá là nhiều á, thành ra thì không có thời gian để cầm điện thoại quay video cho mọi người xem được. Mình đã nhờ một người bạn khác của mình kiêm staff để có thể quay video lại, nhưng mà bản thân mình ấy lại không nói với bạn ấy trước là phải quay thế nào, quay ra làm sao cho phù hợp để mình về có thể ghép thành một video hoàn chỉnh. Thì cuối cùng bạn ấy chỉ quay những cái chỗ nào mà bạn ấy đã từng đi qua này, chỗ nào bạn ấy thấy đẹp thì bạn ấy mới quay thôi. Thành ra có nhiều nơi mà mình không thể mà quay hết được ấy. Thì đấy cũng là sơ sót của mình khi không nói bạn ấy trước. Ok, vấn đề thứ hai mà mình có chính là vấn đề trang phục. Thật sự lần này nó quá là bất ổn luôn ý, mọi người hiểu không? Lúc mà mình nhận được đồ trước phép một ngày để thử xem có vừa viết, có phải chỉnh sửa chỗ nào không ấy, thì màu của hai trang phục đã khác nhau rồi. Hai bộ giống nhau nhưng màu sắc lại khác nhau ấy. Một bên thì trắng tinh, còn một bên thì như cháo lòng. Trời ơi, mình thật sự sợ luôn ạ. Thế ra mình đã nói chuyện với bạn cho thuê đồ, và sáng hôm chủ nhật thì bạn ấy đã mang một bộ khác đến cho bạn mình thay. Thì cái vấn đề này nó không có gì quá là to tát. Còn về vấn đề lúc mà mình trả đồ nó cũng bất ổn luôn ấy. Thế đấy mình cũng không tiện nói nên bỏ qua. Còn tóc tai thì tóc một bên của rem thì nó lại dài hơn một bên còn lại. Còn tóc của mình là tóc ram thì nó lại kiểu bết bết với cả hơi khôi khôi. Mình cũng không biết như thế nào nữa. Nhưng mà đấy là cái cảm nhận của mình đối với cả cái bộ trang phục của mình đã thuê, về cái mức giá là 200 một bộ như thế. Không có giày luôn nha. Thì mình cảm thấy là nó hơi bị bất ổn. Vấn đề thứ ba mà mình có chính là mất đồ. Mình đã mất hai thứ chính là chìa khóa xe và nhẫn vàng. Về cái nhẫn thì là do lúc tháo ra để chụp hình cùng cái nhẫn hoa này với cả cái nhẫn vàng thì nó ở tay bên này, nhẫn hoa tay này.
thì mình đã tháo ra cho vào túi bạn mình để bạn mình trông hộ, để mình đi chụp ảnh thì nó sẽ không bị dính cái nhẫn vào tay á, thì nó sẽ không bị xấu bức ảnh đi. Nhưng mà lúc bạn mình về kiểm tra lại thì cái nhẫn nó đã rơi tỏm từ lúc nào không hay hay không ai biết luôn ấy. Thành ra thì bây giờ mình đã mất nhẫn, và cái nhẫn đấy là của bà nội mình tặng, chỉ giá 1 chỉ vàng. Ơ mình báo à, con cháu báo quá, đi phết làm mất luôn cái nhẫn. Thật xin lỗi bà. Còn vấn đề thứ hai thì đấy chính là chìa khóa xe. Nói một cách đơn giản thì là mình cất đồ xong rồi lại quên nút vào. Nhưng mà có ai đó tốt bụng đã dắt xe mình vào vị trí đúng, nhưng rút chìa khóa ra và đem gửi cho bảo vệ. Thì lúc đấy mình cũng quá là mệt rồi đấy, nên cũng không có thời gian mà đi tìm chìa khóa nữa. Thành ra thì mình lấy cái chìa khóa dự phòng rồi phóng về luôn. Còn đến tận hôm thứ tư tuần sau, bạn mình mới lên trên Savico để tìm lại đồ thất lạc. Thì nhẫn thì không tìm thấy đâu nha, còn chìa khóa thì thấy rồi. Và bây giờ mình đã có chìa khóa để đi. Yeah. Nhưng mà nó cũng cực kỳ bất ổn luôn. Vấn đề thứ tư mà mình có chính là vì cái sự không chỉnh chu của mình lúc mà mình đi cosplay. Mình đã tìm hiểu khá là kỹ và cũng đã mua len này, xong rồi mua đồ make này. Nhưng mà nói chung là nó cực kỳ bất ổn luôn ấy. Len thì mình đã không đeo được, do là lần đầu tiên mình đeo, thế nên nó cũng có khá là nhiều khó khăn ấy. Mà mình cứ ngồi mà cứ đeo len như thế cả ngày thì sẽ bị muộn giờ mất. Thành ra thì mình đã bỏ qua cái vấn đề đấy. Thì mình hứa lần sau là sẽ có khi là mình sẽ đeo đủ. Còn về vấn đề make thì cái quan trọng nhất chính là kem nền của mình. Mình đặt trên shop bay nhưng mà nó về không có kịp á. Thành ra là mình phải dùng tạm cái cushion để đánh nền. Và nó đã bị mốc. Trời ơi, lại là vấn đề mốc nền. Nó đã bị mốc nền sau gần 1 tiếng mình phóng xe từ nhà mình lên trên đấy. Lúc đến nơi bạn mình nói là nền mình mốc kìa, xong rồi mình phải sửa lại đấy các kiểu. Thì mình mới phát hiện ra. Và thật sự là ôi trời ơi, mình không có cách nào để sửa cái nền, trông nó tệ hại như thế luôn á. Thế nên mình mới để cái làn da đen xì của mình đi loanh quanh suốt phết. Thế nên ai mà có nhìn thấy ảnh của mình ở trên mấy cái group, xong rồi lại nhìn ảnh của mình ở trên Facebook, thì mọi người đừng có hoảng nha. Bởi vì mình đã phải dùng đến sinh tu để cứu giúp cái bức ảnh như thế. Thật sự là trông cái mặt mình nó không make up lên nó kinh khủng lắm các cậu ạ. Mọi người cũng không hiểu được cái vấn đề như thế đâu, trời ơi. Nhưng đây vẫn là hoàn toàn lỗi của mình nha, mình cũng không đổ lỗi cho ai cả. Thế thôi, tổng kết lại những vấn đề trên chính là vụ mình mất đồ này, vụ mình gặp trục trặc trang phục này, vụ mình không chỉnh chu này. Đó, thì mình đã đúc kết ra một điều là mình sẽ không bao giờ đi ram rem bất cứ vơ nào nữa. Nói ra thì có vẻ hơi đau lòng, nhưng mà thật sự mình không hợp với tóc hồng. Bạn mình cũng nói như thế, bởi vì da mình nó, mọi người nhìn thế này có vẻ trắng đúng không, nhưng mà cứ da ngoài trời nó đen xì luôn á. Thế nên mỗi lần đi tóc hồng đó, cảm giác kiểu hai tông màu nó đánh nhau ấy. Nhưng mà kể đi cũng phải kể lại, ngoài cái sự bất ổn của phết da thì mình cũng gặp một bạn cực kỳ là cutie. Chính là cái bạn đợt đi hobby lần trước, mình có gặp bạn ý lúc mà mình có cosplay phủ bạn ý. Và lần này mình cũng gặp. Trời ơi, định phải định mệnh không? Để có phải định mệnh không hả bạn? Trời ơi, mà bạn ý vẫn nhớ ra mình. Mặc dù đợt đầu tiên mình đi là mình đeo kính, đợt thứ hai thì trông mình tá tưởi hơn, mình không đeo kính, xong rồi nhìn mình đen bẩn nữa. Thế mà mình vẫn nhận ra, và bạn ý vẫn muốn chụp ảnh chung với mình. Mình kiểu oh my god luôn á. Trời ơi, người gì đâu mà vừa xinh vừa tốt tính như thế. May là bạn ý đã không đấm mình, chỉ vì mình đã lỡ phá hình tượng waifu trong lòng bạn ý. Cái đợt đi hobby mà cũng biết rồi đấy, là mình đeo kính này, không đeo len này, make thì nó cũng dở hơi này đó. Xong rồi đi chơi còn vác theo cái túi này đi này. Mỗi lúc mỗi lần chụp ảnh ấy thì mình phải bỏ túi ra, nó cực kỳ là cồng kềnh luôn á. Nhưng may bạn ý không nói gì cả, bạn ý cũng không bóp cổ mình. Yeah, thật đúng một người tốt bụng, thật đúng một người tốt bụng. Về lịch trình tháng 3 sắp tới thì có hai phép khá là quan trọng, chính là Ambedore với cả Setsubun. Thì mình đã quyết định đi của Ambedore bởi vì mình mua được vé, mà cái vé đấy là dành cho fan cứng ấy, nên chỉ có 60.000 một vé trong vòng một ngày thôi. Thì mình quyết định đi vào chủ nhật ngày hôm 12 tháng 3 nhá. Nếu ai gặp mình thì thật tuyệt vời.
Nhận diện của mình ngày hôm đấy chính là cái tóc màu vàng như này. Chắc là mặc đồ hầu gái thôi, bởi vì mình hết tiền rồi. Còn về Setsubun thì giá vé phổ thông là 80.000, nhưng mình hết tiền rồi nên chắc là không đi cái đấy đâu. Còn nếu mà đi thì chắc chỉ đi stop và nhờ bạn ý bao mình vé thôi. Yeah, đấy là những gì mình muốn nói với mọi người trong cái video ngày hôm nay. Thì nếu có sai sót gì thì mong người bỏ qua nha. Thì mọi người cũng thể đúc kết kinh nghiệm từ những lần đi fest ngu xỉ mình về, để mọi người không gặp tình trạng bất ổn như mình nữa. Ok, bye bye.